Minh Sơn xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và tuần này lại là một tuần mới, có vẻ như là một tuần vừa qua mọi người đang rất là trông đợi tuần này chúng ta sẽ có gì, đúng không ạ? Vẫn là những nghệ sĩ khách mời mới đến với chương trình này. Họ sẽ tham gia thử sức cùng với những người bạn chơi của mình, tạo thành hai đội chơi chiến đấu với nhau qua ba vòng thi đầu tiên. Nếu như trải qua ba vòng thi này, đội nào có điểm số cao hơn, đội đó sẽ có cơ hội bước vào vòng đặc biệt mang tên Về Nhà Đi Ăn. Và họ sẽ có cơ hội chinh phục được giải thưởng là 50 triệu đồng. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời! Dừng xe lại, dạ. Thắng cái két lại cho anh. Giới thiệu đối với tất cả mọi người ngày hôm nay biết đây nè. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Ăn. Em là Kim Đào và đây là bạn chơi của em ạ. Dạ, em là Minh Thành và hiện tại em là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trời đất ơi, bởi vậy sinh viên sân khấu điện ảnh cho nên là cái đại từ ha, rồi cái còn vành rõ chữ ha, thấy có vẻ hợp nhau đúng không? Dạ, đi đường nắng thôi có mệt không em? Dạ, Đào. Cũng không mệt lắm nè, dạ, cũng dạ. Là xúc xổ hơi hơi ít thôi, cũng không nhiều lắm anh. Rồi, dạ. Thôi bây giờ mình bình tĩnh lại nha. Dạ. Để nghe đội bên đây giới thiệu về bản thân mình, xin mời. À, lần đầu tiên xin cho phép Lâm Quốc Khải và bạn chơi là Trinh Tâm. Dạ, gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Ngày hôm nay đúng nghĩa là tôi không biết là bạn lái xe làm sao ha. Bạn có bằng lái chưa ha? Rồi cái kỷ niệm bạn lái xe đừng như nào? Đừng hỏi nữa, lòi hết. Lại hỏi chứ. Đến với an toàn giao thông ngày hôm nay thì phải có cái gì liên quan tới giao thông chứ, kể nghe chơi thải. Thật ra thì kỷ niệm lớn nhất mà khi mà tham gia giao thông đó là thường xuyên bị bắt thôi. Có nghĩa là mình hay thường xuyên vi phạm luật giao thông á hả? Đúng rồi, thường xuyên là vi phạm luật giao thông và đơn giản nhất đó là hay quên. Vậy cho hỏi nè, những cái lỗi nào mà mình hay mắc phải nhất? À, thí dụ như là quên bật đèn xe. Bật đèn xe lúc đi buổi tối. Vậy thôi, tôi thiết nghĩ là bạn nên đặt một chiếc xe mà ở bên nước ngoài đó, những cái thành phố nào mà toàn là sương mù không đó, là cái xe nó thiết kế sẵn luôn, là cái đèn nó mở lên mở ngoài. Luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ ban ngày cũng mở. Ừ. Chuyển qua nó hao xăng. Em bé, thế anh hỏi em nè, có bằng lái chưa nè? Dạ em có bằng lái rồi. Bằng lái gì? Dạ bằng lái xe máy. Xe máy thi được bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm. Thế bây giờ là có nhớ gì không về cái biển báo hay là về cái nội quy gì không? Dạ em chỉ nhớ mang máng những cái biển báo mà xung quanh mình hay thường gặp thôi. Ờ. Bao xa thì chắc là trả cho thầy hết. Ủa sao nãy em nói em nhớ nhiều lắm mới bắt hỏi với em. Ủa là trong khi là bàn tán xôn xao lắm rồi hả? Ờ, tưởng đó là nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm, bắt đầu dành ô đứa nào mình thi dở mình sẽ chọn cái người tốt hơn bắt cặp mình, ai ngờ được. Em phải nói như vậy để mình tạo cái niềm tin chiến thắng cho đội của mình. Không, lúc đầu là nói là không tin được rồi đó. Thôi nè, thế bên đây có vẻ như là hả chưa có hợp với nhau lắm á, để quay qua dạ, đây đúng. Hỏi. Thế bây giờ là có bằng lái chưa mấy đứa? Dạ rồi dạ, dạ. Có rồi anh. Dạ, có rồi. Anh là thấy em lái xe thường xuyên dạ. Đi giao hàng đó. Dạ. Mình bán hàng online đúng chưa? Đúng. Xong mình đi giao hàng. Cực khổ ghê đúng không em? Trời ơi cực lắm, cái gì mà bằng shipper giao hàng anh. Bởi vậy có cái kỷ niệm nào không kể nghe coi. Quá trời kỷ niệm trên cái đường xa lộ với đó, em đó. Mấy anh nha. Lần đầu tiên em lên đây là 4 năm trước. Là em chưa biết đường gì hết trơn là. Không nhớ gì hết. Không biết đường, ừ. Không nhớ, không biết luôn chứ phải không nhớ. Là chuyên gia lạc đường. Lạc đường. Chuyên gia lạc đường mà em nói là khách của em cũng kiểu mà rất là khó ở. Ừ. Đó là điện thoại là em ơi, em chạy tới bến xe miền Tây. Ừ. Em chạy thẳng hoài thấy cái tên lửa em quẹo vô. Ừ. Đó trời, em đâu có biết trên này có cái đường tên lửa gì đâu anh. Em cứ chạy thẳng hoài để em kiếm một cái tên lửa. Mà anh ấy... phải kiếm cái hình tên lửa xuất hiện trên đường. Em suy nghĩ trong đầu nè, em mới nói là chắc là ở người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh người ta sẽ làm một cái tên lửa gì đó để cho người dân người ta chụp hình kỷ niệm gì đó này đó. Hợp, thế em kiếm hoài, em chạy thẳng hoài không thấy tên lửa, tới một hồi em thấy cái chữ là Long An kính chào quý khách. Là đi ra Long An luôn. Em tới Long An luôn. Xong em đứng ở Long An em khóc gần nửa tiếng hồ. Trời đất em ơi. Điện mà. Khoan, lúc đó đi một mình hay đi dai? Đi một mình. Trời thân gái dầm trường. Đi mình ơn mà điện cho khách đó, khách nói là trễ giờ cúng mà không nhận nữa đâu. Trời đất ơi. Rồi em chạy về nhà xong lại có đóng bánh em cho hàng xóm em ăn hết luôn. Là kinh nghiệm là lần đó là phải có một cái bản đồ. Đúng không? Em không biết coi bản đồ. Không biết coi bản đồ không luôn. Không biết coi bản đồ mà càng coi bản đồ em càng bị lạc.
Vậy là lỡ hôm nay mà có cái xa hình này khi nọ là có hình giống giống bản đồ biết coi không? Có bạn à, em thôi. À vậy hả? Dạ. Rành không, rành không? Dạ em cũng rành hơi hơi và em cũng vừa mới học xong. Mới học xong. Dạ. Nhưng mà hỏi thiệt là Thành, em dạ. em có tìm hiểu về những cái biển báo rồi những cái luật an toàn giao thông không? Dạ dạ có. Trước đây thì em cũng bỡ ngỡ đó. À, xong cái ngờ. Em thấy xe đông hơi đông đúc quá cái em cũng vòng xoay xong cái em cũng xuống em dẫn bộ luôn. Dạ tại vì em thấy đông người quá em không dám chạy. Cho nên là bây giờ em vừa học xong thì em cũng đã hơi rành rồi. Dạ. Nói chung thật sự ra chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh rất là sôi nổi đúng không? Và dạ. những cái đường phố, đường xá giờ này có quá trời tuyến đường hoàn toàn khác nhau. Và những cái len, những cái làn đường đó, nó thay đổi. Mỗi ngày đều thay đổi hết để dạ, cho nó rồi. Phù hợp nhất với sự tham gia nhu cầu của các dân Việt Nam. Thế thì ngày hôm nay các bạn có đủ tự tin để bước vào cuộc đấu chưa? Bên đây thì sao ạ? Tự tin. Chị Trương, bên mình thì sao ạ? Tự tin. Trời ơi, sao một đội bèo, một đội nam như dữ vậy? Phải vậy, phải nó có một cái sự kịch tính ở đây. Thế bây giờ Minh Xù nghĩ rằng cái tên đội đi sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự gắn kết nhiều hơn. Đội mình nghĩ là sẽ đặt tên đội là gì? À, thì hồi trước đó là có nhiều người nói là Lâm Quốc Khải rồi xong đi hát lấy lợi nghệ danh là lộ nữa. Lâm Quốc Khải với dạ. lộ nó thôi là lấy quốc lộ đi. Đi đường lớn nó ngon hơn đó. Lâm Quốc Khải kết hợp với nghệ danh lộ thì quốc lộ. Bên đây là ra xa lộ rồi nè, bên mình làm sao có được nè. Bên xa lộ rồi mình tên Kim Đào, không lẽ mình đặt kênh Đào. Nó rồi, lắm. Không có, nó dưới lắm. Đồ mồi nó nằm ở phía dưới lắm. Mình làm một cái gì đó cho nó nằm trên quốc lộ đi. À là mình chạy xe. Không à, dạ. Con lương. Đúng không? Ôi đặt đi, đặt con lương luôn. Dạ thôi em đặt con lương. Đó, quốc lộ mà có con lương là nó hợp lý rồi. Hôm nay mà đội nào thắng đội nào thua thì cũng không quan trọng nữa, mà chúng ta là có một cơ hội gặp gỡ với nhau đúng không ạ? Và hai đội chơi ngày hôm nay cũng đã sẵn sàng, xin mời hai đội chơi về vị trí của mình. Hôm nay dự báo là sẽ có một cuộc thi nó rất là sôi nổi, nhiều niềm vui và nhiều câu chuyện hấp dẫn sẽ được chia sẻ đến từ hai đội chơi. Hy vọng rằng đội quốc lộ và đội con lương sẽ cùng với nhau song kiếm hợp bích trải qua những vòng thi đấu của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên mang tên khởi động. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn ngày hôm nay ở đây. Và chúng ta đang ở vòng đầu tiên được mang tên là khởi động. Vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Lượt đầu tiên các bạn lựa chọn đi ạ, ai? À, ok, sẽ nhường cho Tâm chơi trước. Rồi, đội quốc lộ thành viên đầu tiên là bạn Tâm. Còn đội con lương là Thành. Em Tâm Thành à. Dạ, Tâm Thành. Cũng hợp lý nha. Là Thành Tâm Thành đó. Tâm đó. Thành Tâm và mời hai nghệ sĩ chúng ta về vị trí bên này. Thành Tâm ơi. Chúng ta sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng nhá. Dạ. Và bây giờ mình thử chuông trước, mời Thành. Có chuông. Mời Tâm. Có chuông. Và bây giờ hai người chơi đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lượt đầu tiên. Xin mời. Hay quá Thành ơi, có biết không mà bấm. Em biết. Biết cái gì nổi đây đi. Đây là tốc độ tối thiểu. Biển báo tốc độ tối thiểu. Dạ. Chưa chính xác. Mời Tâm. Em nghĩ là đây là biển báo hạn chế. Tại vì em thấy có dấu gạch chéo đỏ là có thể là mình sẽ không được phép. Nên là đây sẽ là biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu. Hạn chế tốc độ tối thiểu. Trời đất ơi, con bé nó phân tích nó chi tiết làm chính sao. Chính xác, dễ sợ. Cũng sai luôn em ạ. Trời. Biển báo chính xác của chương trình đó chính là biển báo hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Có nghĩa là cái đoạn đường này mình phải chạy đúng 30 km/h thôi chứ không được hơn. Nhưng mà đối với những cái đoạn đường có cái biển báo này thì mình có quyền chạy 40, 50, 60. Không sao, mình khởi động như vậy là cũng không sơn tru mấy nha. Không sơn tru mấy. Không lấy điểm gì của chương trình hết trơn á. Rồi dạ. Chuẩn bị xem biển báo tiếp theo. Hay quá Tâm ơi, mời em.
Đây là biển báo dành cho người đi bộ. Một điểm đầu tiên. Biển báo đường dành cho người đi bộ. Đó, cứ thế mà phát triển nha. Rồi, bây giờ là biển báo tiếp theo. Hay lắm Tâm ơi, Thành ơi, hơi chậm trễ. Em sợ bấm không lại. Phân tích đi em, phân tích. Ở đây có cái gì? Hay giống cái bồn tắm của ta? Không phải bồn tắm, em nghĩ là cái ly á, cái ly uống nước. À, cái ly là cái này đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn cái này là cái bồn tắm. Không, cái đó nhìn giống cái tô hơn anh. Trời ơi, cái tô luôn hả? Em nghĩ đó là biển báo nhà hàng ăn uống. Biển báo nhà hàng ăn uống là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thật sự ra thì nhà hàng hay là cửa hàng ăn uống thì nó cũng đúng và hợp lý với cái sự phân tích của em. Thế không biết là em đã thấy những cái biển báo này ở đâu? Em chưa. Chưa thấy bao giờ luôn. À, còn em Thành, em có thấy biển báo này đâu không? Em thấy nhiều. Ở đâu? Dạ em thấy từ cái đường quãng đường mà từ miền Tây mình lên thành phố Hồ Chí Minh. Nó giống như là cái trạm dừng chân đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, nó có những cái hàng quán giống giống như vậy để bắt tài và hành khách có thể là dừng chân lại để ăn uống, nghỉ ngơi tí xíu. Dạ. Rồi, trả lời hoàn toàn chính xác. Bé Tâm, em có thêm một điểm nữa. Dạ. Và bây giờ hãy cùng chờ đợi hồi hộp xem bức hình tiếp theo là gì, xin mời. Trời ơi em ơi, may mắn quá anh ơi. Em bấm méo cái chuông anh. Cái chuông em rung mà em cũng rung luôn. Đó, ừ. Bấm méo cái chuông tôi luôn á, thiệt sự á. Em thấy cái hình này em mừng dữ lắm. Đó là biển báo gì, mời Thành. Dạ thưa anh, đây là cái biển báo. Ban đầu thì em nghĩ là cái ở phía trên cái đầu của nó sẽ là cái bóng đèn. Nhưng không, bóng đèn không hề phát sáng những tia đó xuống. Em suy nghĩ đó là cái vòi nước. Rồi, đó, xe thì làm sao có vòi nước? Phải rửa xe thì chúng ta mới có vòi nước, đúng không? Đó. Đó, thì em đây là biển báo. Báo hiệu phía trước có tiệm rửa xe. Hay quá, chúc mừng em. Yeah. Ờ, rất là khó khăn đúng không? Mà hồi hộp quá. Đây là biển báo nơi rửa xe. Một điểm cho Thành. Yeah. Và bây giờ hãy cùng nhau theo dõi biển báo tiếp theo nha. Mời Tâm. Đây là biển báo đường ưu tiên. Biển báo đường ưu tiên. Đường ưu tiên. Đường ưu tiên. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Dạ, rất tiếc. Mời Thành. À, theo em nghĩ ra hai đáp án. Khi mà nhìn tới cái dấu cộng bên trong thì em sẽ nghĩ tới cô giáo em. Trời, đó là làm bài tập. Có thể phía trước đó sẽ là một cái trường học. Cái đáp án thứ hai, dấu cộng. Ở khoan, dấu... từ từ tôi phân tích thêm chỗ này. Dạ. Tự nhiên phía trước có trường học mắc mới nguy hiểm. Tôi nói bạn tin đi ha. Chút xíu nữa trả lời chất quốc nữa nè. Không, đừng. Phía trước nếu mà có trường học thì học sinh đi ra đi vô nhiều đúng không? Đi ra vô mua đồ ăn đó nhiều cho nên người ta phòng phải né. À, đó. Ừ. Thứ hai, đáp án thứ hai vô cùng hợp lý luôn, đó là bệnh viện thì sẽ là dấu cộng đúng không? Bệnh viện. Tại vì bệnh viện thì bệnh nhân ra vào cũng rất là nhiều. Đúng. Đó, đúng. Cho nên đây là biển báo đường giao nhau. Y chang luôn á, nội đó chung thì... với lại cái lúc mà bình luận là không liên quan gì hết trơn á. Em phân tích quá xàm luôn đó. Nhưng cái kết quả của em lại là hợp lý chứ. Yeah. Chúc mừng. Yeah. Đây là biển báo đường giao nhau. Thực sự ra không phải như lời bạn Thành phân tích như vậy đâu. Đây là thông báo phía trước có hai cái đoạn đường nó sẽ giao lại với nhau. Cho nên là cảnh báo những người mà đang tham gia lưu thông ở trên đường. Thôi một điểm dành tặng cho em. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời Tâm. Cái này ở giữa có nước nè. Đúng. Cầu xoay. Cầu xoay là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cảm ơn anh Sư. Hoặc là cầu cất. Đó, biển báo cầu xoay, cầu cất. Hồi trước đó có một cái lần á, là Minh Sư ra Đà Nẵng chơi. Mà cái lần đó là mới vừa khánh thành cầu sông Hàn luôn. Cho nên là được một lần trải nghiệm là đúng 12 giờ đêm là cầu đó xoay. Đúng rồi. Thì leo lên trên cái cầu đó luôn. Và 12 giờ đêm ngồi trên đó, khi nào nó xoay ngược trở về rồi mới đi về. Là có một cái trải nghiệm rất là thú vị ngồi trên cây cầu đó luôn. Và với đáp án chính xác, Tâm có thêm được một điểm nữa. Chúc mừng. Xin mời bức hình tiếp theo. Rồi, mấy cái ngã quỵ này là Thành giỏi lắm. Sụp đổ ra. À, bản báo tín hiệu phía trước có vực sâu. Phía trước có vực sâu nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hoặc là có khu vực kè. Đó, ở những cái bờ kè mà nếu như mà nó không có được bảo vệ an toàn bằng những cái hàng rào thì nó cũng rất là nguy hiểm dành cho những phương tiện giao thông ở trên đường. Đó, một điểm cho Thành. Tiếp tục biển báo xin chào. Mời Thành, trời ơi, rồi ngồi em ngồi chơi, ngồi chơi. Trời ơi, thời em tới rồi. Thôi này, bây giờ không ai cản em nổi đâu. Sao? Đây, đây. Dạ xin mời thầy Thành phân tích.
Dạ, đây sẽ là một cái vòng tròn màu đỏ. Gạch ngang là gì? Là mình loại bỏ. Gạch chéo bé, gạch chéo. Đúng không? Gạch chéo là mình loại bỏ. Gạch chéo là mình loại bỏ là biển báo cấm. Cấm thì sẽ có một cái anh, cái chú, cái cô, cái gì nam giới hay nữ giới tính gì đó đó. Đó, chú đẩy hay chú kéo thì không biết, là đẩy kéo đi. Đó, em suy ra đây là biển báo bảo cấm xe đẩy kéo. Biển báo cấm xe đẩy kéo, rất là dễ thương, tặng một điểm, chúc mừng. Hoàn toàn chính xác. Biển báo cấm người kéo và đẩy cái xe này. Thực sự ra những cái biển báo như thế này thì hay xuất hiện ở những nơi thôn quê. Đó, ở những cái vùng quê thì hay có xuất hiện để có thể là báo hiệu cho những ai mà hay đẩy xe, kéo xe đi qua cái đoạn đường đó gây nguy hiểm cho những người xung quanh đang lái xe trên đường á, thì cấm luôn, không có được đẩy qua đó. Đó, chính xác, chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, nhưng mà lưu ý nha, chúng ta chỉ còn hai biển báo thôi. Tâm ơi, cố gắng bấm nha Tâm. Xin mời. Lại là thành rồi. Biển báo cấm xe chở hàng. Biển báo cấm xe chở hàng cũng là đáp án. Tai. Mời Tâm. Em nghĩ là đây là biển báo cấm xe máy kéo. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Đó, mới gỡ điểm này chứ. Biển báo cấm xe máy kéo, một điểm dành cho Tâm, chúc mừng. Chúng ta chỉ còn lại một biển báo cuối cùng để xem bạn nào bấm trước nhé. Xin mời. Rồi, lại là Thành. Trời ơi, cái này thì đơn giản quá. Biển báo cho điểm đấy, luôn. Đây là em trả lời thẳng luôn, không cần phân tích gì cả. Đây sẽ là biển báo cấm xe ô tô, xe mô tô. Một điểm cuối cùng dành cho Thành, chúc mừng. Biển báo cấm ô tô và mô tô. Tại vì trong bức hình này có cái hình nào thì chúng ta cấm cái đó, vậy thôi. Vậy là chúng ta đã trải qua 10 biển báo dành cho lượt thứ nhất của hai bạn trẻ. Để xem điểm số hiện nay như sau nhé. Tâm, đội của em có được 4 điểm. Và đã có Lương, Thành ơi, em có 5 điểm. Trên lệch nhau chỉ có 1 điểm mà thôi. Làm gì mừng dữ vậy? Dạ, em mừng vui á. À, em vui hả? Có điểm là có niềm vui. Dạ, đúng không em? Chứ biết đâu được đào, đâu không được biển báo nào đâu. Đúng không em? Sao đào, nãy giờ em ngồi đây em coi bạn chơi, em trả lời dự đoán của em đó. Em trả lời đúng được bao nhiêu câu? Trời, nãy giờ em dự đoán là đúng hết luôn. Đúng hết luôn. Đúng hết chứ giỡn. Đúng hết luôn á, có sai không? Em nói mẹ không ngại miệng luôn hả? Thiệt luôn. Tại vì sau khi anh ra đáp án là em cũng làm đâu đúng hết luôn. À. Tại vì em không có đứng vị trí đó rồi. Bởi vậy thôi. Bởi bên đây là tự tin quá đà luôn á Khải. Bạn nói câu công bằng coi, nãy giờ bạn trả lời được bao nhiêu biển báo? Thật ra thì nếu mà Khải trả lời nãy giờ á thì chắc có lẽ là cũng được y chang vậy á. Khoảng đó thôi. Ừ, thôi, tại tương lai như vậy cũng được. Thực tế là nói như nè, có những cái biển báo là mình cũng chưa thấy bao giờ. Đúng. Chính xác luôn. Giống như là chỗ ăn uống hay là cái chỗ mà có vực thẳm, thì tại vì mình ở miền Tây, mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì thường rất là ít thấy những cái biển đó. Dạ. Yeah. Đó, cái đó là nói thiệt, hoặc là đẩy xe thô sơ rồi đó, ít lắm. Ví dụ như hồi xưa về miền Tây rồi còn nhiều, nhưng bây giờ đâu còn nữa đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình phân tích thì giống như hai bạn đây thì cũng ra hết đáp án rồi, gì nữa đúng không? Đúng rồi. Tự tin lên nào, mời các bạn về vị trí của mình. Đổi chỗ nào. Và bây giờ vị trí đã được thay đổi. Lâm Quốc Khải cùng với Kim Đào sẽ khám phá 10 biển báo cuối cùng như thế nào. Xin mời. Kính thưa quý vị, và giờ mang nhục đã tới. Trời ơi, anh này làm cho em phân tâm không à. Em, nó giống như việc lái xe, phải tập trung. Đó, phải tập trung chứ. À, cái biển báo này thì thấy là có bé gái dẫn bé trai đi qua đường. Có thể là lưu ý là phía trước có trẻ em qua đường. Chính xác, chúc mừng. Biển báo báo hiệu có trẻ em. À, là nó sẽ báo hiệu cái đoạn đường phía trước là hay có trẻ em xuất hiện, cho nên là mình sẽ chậm lại, đúng không? Giảm tốc độ lại để mà có thể là xử lý tình huống kịp thời. Rồi, đào không sao cả. Lúc đó là mình bị áp lực bởi âm thanh của Lâm Quốc Hải phát ra, nhưng bây giờ tập trung nè. Tập trung. Lên. Đó, đào. Hay quá luôn. Chú này đi đâu ta? Ai biết. Về nhà đó. Đi anh đó chị. Chú đi chợ. Chú đi đâu thế nè? Rồi cái này là giống như là đi bộ. Không, đi bộ là phải có vạch ngang. Đường này không phải đường đi bộ. Đi đường quyền đó chị. Sọc. Đi đường quyền. Đường đi bộ cắt ngang. Chính xác chú. Đây là biển báo đường người đi bộ cắt ngang. Ừ, cắt ngang. Thế Đào, em hiểu như thế nào về biển báo này? Là có nghĩa là cái đường nó đang bình thường như này,
là nó vẽ cái đường này là người đi bộ có quyền có thể đi qua đó được, nên nếu mà thấy cái biển báo này thì chạy xe chậm chậm lại coi người ta có đi bộ đi ngang không. Chính xác. Và đặc biệt hơn hết là mình khi mà xuất hiện người đi bộ thì mình phải nhường đường cho người đi bộ qua trước. Sau khi trống cái đường đó rồi hoặc là an toàn cho người đi bộ rồi thì xe mới tiếp tục được di chuyển. Bình tĩnh, coi biển báo tiếp theo. Con gì đó cái nào? Chuông hư rồi. Thôi đi. Cái chuông hư rồi. Bắp thử cá luôn. Bắp đó. Không bị hư trả lời đi. Rồi. Và biển này là thông báo là phía trước có thú rừng hay đi ngang hay phóng qua lộ nên là cẩn thận. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Đây là biển báo thú rừng vượt qua đường hay là phóng qua lộ. Và đặc biệt hơn hết nha, để chi tiết hơn với cái bộ luật an toàn giao thông á, thì cái biển báo này hay có ở những cái nơi mà cấm săn bắt thú rừng nữa, ở những cái đoạn đường đó, để mình có thể an toàn cho những con thú đó. Bây giờ là thú nó cũng hơi hiếm hoi đúng không, và đặc biệt là thú rừng nữa. Dạ. Đào. Dạ. Điểm nữa. Nhờ ban tổ chức kiểm tra là cái chuông nha, thấy không ổn rồi đó. Bây giờ bấm lại, bấm lại. Đó. Bấm trước luôn rồi đó. Hiện hình đó. Đó vô. Đó khúc không này biết được luôn đó. Một cái mũi tên cong cong quẹo quẹo, cái này là quẹo phía bên trái luôn, có nghĩa là có chướng ngại vật và bắt buộc phải đi lối bên trái, cảnh báo trước luôn. Phân tích cũng khá là chắc luôn á. Mình sự thấy là bạn phân tích là có cái hướng quẹo qua bên trái ha, và đặc biệt phía trước là có chướng ngại vật. Đây là một đáp án chính xác. Chúng mừng. Yeah. Hoàn toàn hợp lý. Biển báo chú ý chướng ngại vật, tránh sang bên trái. Và một điểm nữa dành cho Lâm Quốc Khải. Tiếp tục nào. Trời ơi, biển báo này là lần đầu tiên xuất hiện luôn á. Biển báo này em rất là quen thuộc nha. Tại vì ba của em là tài xế xe Bắc Nam. Nên cái bảng này giống như là ở phía trước xe của ba em hay có những cái bảng hiệu, nó bảng báo nó kiểu là nó đơn cử cho một cái gì đó mà ba em thận trọng á. Thì là đây là một cái biển báo, cái hình đó đó. Mình nhìn nó vuông rồi gạch gạch gì đó, nó là tượng trưng cho chiếc xe chở hàng. Là nó sẽ giống như là cái bảng tròn này và gạch chéo là nó cấm xe chở hàng cồng kềnh. Cấm xe chở hàng cồng kềnh hoặc là cấm xe chở hàng nguy hiểm. Chúc mừng. Dạ, chính xác. Đây là biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm. Một điểm nữa dành cho Kim Đào. Câu chuyện khá là thú vị, để xem tiếp theo sẽ là câu chuyện gì. Xin mời. Dễ nha Khải ơi. Cấm xe động vật kéo. Đó là một đáp án chính xác. Hoặc là biển báo cấm xe xúc vật kéo. Đây là cái biển báo mà sẽ cấm ở cái khu vực cấm xúc vật kéo cả người lẫn hàng hóa đi qua luôn. Cho nên là cái này cũng hơi hiếm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiếm tại vì lắm. Ở đây là xài xe máy, xe ô tô rồi xe tải này nhiều, chứ mà còn ở khu vực này thì vẫn không thấy xuất hiện cái này. Đó. Khó mới hỏi, đúng không ạ? Khó mới hỏi, đúng rồi. Dễ hỏi làm chi. Một điểm cho Lâm Quốc Khải. Tiếp tục ạ. Mấy cái mà 7 tấn này đào và rành lắm. Hạn chế trọng lượng của trục xe. Chính xác. Hạn chế trọng lượng trên trục xe. Và biển báo này nó có chữ 7T, có thể là 7 tấn, đúng không? Dành cho những cái loại xe mà có thể container chẳng hạn, hoặc là những xe tải lớn. Cồng kềnh. Đó, cồng kềnh. Chúc mừng Kim Đào, có một điểm nữa. Trời, ăn hơn, cái này ăn hơn nè. Hơn cái gì, thấy cái mặt tự tin muốn chết à. Rồi, cứ phân tích chính xác thì chúng ta sẽ có điểm. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Đào ơi. Đây là đường một chiều. Đường một chiều. Dạ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Rồi, một điểm nữa. Đây, biển báo tiếp theo khó. Khó đây là trên biển báo này với câu trả lời này nó không liên quan gì nhau hết. Các bạn ráng nha, mà phân tích nha. Xin mời biển báo. Chạy đi. Đó, phải sôi nổi lên nè Đào. Là ưu tiên có thể quẹo vào một cái đường hẹp ở bên đường một chiều. Hay quá vậy Đào, chính xác chứ. Trời, đúng luôn. Đó, biển báo được ưu tiên qua đường hẹp. Trời ơi, Đào ơi, xuất sắc quá. Một điểm quá xứng đáng dành cho em. Rồi. Khải ơi. Ơi, còn một biển báo thôi. Ráng bấm nha. Ok. Bấm đi lên. Đó. Không, lần này là Khải bấm, Đào không bấm. Hình tròn có thể là lưu ý là nên đi thẳng, bắt buộc phải đi thẳng luôn. Và đây là một đáp án chính xác. Biển báo hướng đi thẳng phải theo. Vậy là chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị về những cái biển báo giao thông ngày hôm nay. Cái lượt thứ hai nó rất là sôi nổi, đến từ hai nghệ sĩ của chúng ta. Điểm số của hai bạn như sau. Lâm Quốc Khải, bạn được 4 điểm, giống như đồng đội của mình. Hoàn toàn hợp lý.
đội của Kim nào? Em nhận được 6 điểm. Mời các bạn vị trí của mình nào. Vui nhà vui cửa ha, bên đây vui quá nè. Ok, bây giờ Minh Xuân sẽ tổng kết lại số điểm của hai đội chơi như sau. Đội Quốc Lộ, hai thành viên mỗi người được 4 điểm, cộng lại các bạn có 8 điểm, chúc mừng. Đội Con Lương, có vẻ như Quốc Lộ bự hơn Con Lương nha, nhưng hiện nay đội Con Lương có điểm bự hơn đội Quốc Lộ, 5 cộng 6 là 11 điểm, chúc mừng. Có vẻ như hai đội chơi ngày hôm nay đang quá là hào hứng rồi, còn chân chơi gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 2 được mang tên Hợp Sức. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Rồi, và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu vòng 2 với bức sa hình đầu tiên. Xin mời. Đây, Minh Dù sẽ gửi cho các bạn. Đây là xe của mình nha. Ở trên là xe tải nó đang mở cửa ra, ở bên kia là chiếc xe ô tô khác màu cam. Và cái hướng đi nó như thế này, các bạn hình dung nha. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau: xe nào phải nhường đường trong trường hợp này hết? Mời Khải. Xe của mình phải nhường. Vì sao ạ? Bởi vì xe kia đang dừng và đang chất đồ xuống, và xe ngược chiều đi lại nữa sẽ rất là nguy hiểm nếu mình vượt qua. Hợp lý, hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Tại vì cái cửa đang mở ra nó đã đổ ở đó rồi. Thì nếu như mà bên kia có một cái chiều khác nó đang đi ngược lại với mình nữa, mà mình lại lấn lên thì rất là nguy hiểm. Cho nên đây là một lưu ý dành cho tất cả chúng ta quý vị nhé. Tiếp tục bức sa hình số 2. Một chiếc xe tải đang băng qua đường. Xe của bạn đang ở phía sau. Xe ô tô màu xanh đang ở phía trước. Làn đường có 1, 2, 3 làn đường. Để xem với những cái vạch trên làn đường đó có gợi ý gì cho các bạn hay không. Câu hỏi của chương trình là: xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Phạm Quy, chưa có hết. Mời Kim Đào và bạn Thành. Giờ bấm chơi cái nào đó. Ừ. Xe tải đang có tín hiệu là xin nhường đường thì mình phải chạy chậm lại để cho xe chuyển làn xong rồi mình sẽ đi tiếp. Đó là câu trả lời của Kim Đào. Nhưng câu trả lời của chương trình cũng giống như bạn. Nhưng mà trên thực tế hiện nay thì mình dù thấy là có rất là nhiều các chiếc xe container, chiếc xe lớn mà đi trong đường thành phố với một cái tốc độ rất là nhanh, nó sẽ rất là dễ gây nguy hiểm cho những chiếc xe nhỏ đi bên cạnh đó. Bây giờ chưa nói tới cái chuyện là đúng làn hay không đúng làn, nhưng mà em nói tới cái chuyện đi quá nhanh như vậy thì cái tâm lý mình sợ trước đã, sợ đôi khi hoảng mà nghe tiếng còi tên một cái là giật mình, cái nữa là bắt đầu chao đảo. Và chúc mừng cho đội của Kim Đào có được 2 điểm trong câu hỏi này. Và bây giờ sẽ là bức sa hình tiếp theo. Có hai cô gái xuất hiện nữa. Liệu rằng tình thế có thay đổi không? Câu hỏi của chương trình như sau: đối với bức sa hình này, bạn xử lý như thế nào? Chưa hết mà. Ủa chứ thế nào rồi? Thế nào phải hết? Đúng rồi. À phải hết nữa hả? Trời ơi Khải ơi, tôi đã nói luật ngay từ đầu rồi. Ơi. Đó. Bạn phải xử lý như thế nào trong trường hợp này? Hết. Đào, bấm em. Bấm nè. Bấm cho nó đúng thông thông lệ nha. Đó, rồi. Bây giờ là em trả lời đi. Dạ, theo em thấy là chiếc xe con nó đi phía trước rồi. Đó, hai chị này qua đường. Đó, mình lái xe thì mình phải chạy chậm lại một tí, mình hàm giảm tốc độ lại để cho vừa phải. Khi mà hai chị này vừa đặt chân qua bên cái bờ đường bên kia thì mình hãy Từ từ chạy qua. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. 2 điểm cho các bạn. Yeah. Hay, không có yeah được. Đó, rồi, thôi nha Khải, coi như là mình khoan bấm đi, mình để cho bấm cho tâm. Ừ. Làm đi cưng. Và bây giờ sẽ là bước sang hình tiếp theo. Cái này dễ nè, có hai chiếc xe. Nhớ nha, có cái gì xuất hiện nữa thì các bạn lưu ý nha. Theo tín hiệu đèn, xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Tâm. Ồ, đó. Cái này phải phân tích đã. Dạ. Phân tích đã nha. Như hồi nãy á, thì em rút kinh nghiệm em để những cái biển báo. Thì ở đây em thấy biển báo này là chỉ được đi thẳng. Chỉ được đi thẳng. Mà hai chiếc xe này thì xe nhanh. Ô tô con thì có xi nhan bên trái, còn xe mô tô. Đúng rồi đó. Mô tô là xi nhan bên phải, nên là hai chiếc xe này đều vi phạm luật. 100% chính xác, chúc mừng. Tiếp tục ạ, biển báo cuối cùng ngày hôm nay, xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình là:
xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này hết? Mời chim nào. Dạ thưa anh, thì nhìn hình thì em mới thấy là đèn đỏ thì đang là không được chạy rồi. Thì khi mà đèn xanh lên thì xe của mình sẽ có cái đường rẽ ở dưới là chạy thẳng hoặc là quẹo rẽ trái. Thì mình chỉ có được là chạy thẳng hoặc là rẽ trái thôi. Chạy thẳng hoặc là rẽ trái khi đèn xanh thôi đúng không ạ? Dạ, khi đèn xanh thôi. Dạ. Và cái tín hiệu đèn đó em thấy như sao? Đang là đèn đỏ thì là mình không được chạy rồi. Đúng rồi, chúng ta phải dừng lại tại đây. Đợi đèn xanh thì mới được đi thẳng hoặc là rẽ trái. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Không có phân tích gì khó khăn cả, trong bức hình đã hiện ra hết rồi. Và hai điểm cuối cùng thuộc về đội của Kim Đào và Văn Thành. Quý vị thân mến, chúng ta đã trải qua 5 bức xa hình ngày hôm nay thách đố hai đội chơi. Và số điểm như sau. Đội Quốc Lộ đúng được 2 câu, các bạn có 4 điểm, chúc mừng. Đội Con Lương đúng 3 câu, các bạn được 6 điểm. Yeah. Vậy là tổng số điểm 2 vòng như sau. Đội Quốc Lộ các bạn có 12 điểm. Yeah. Và đội Con Lương 17 điểm. Hãy cùng với chúng tôi đến với vòng thứ 3 mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Đây, luật chơi vô cùng đơn giản như thế này. Các bạn thấy không ạ? Hiện nay trên sân khấu đã có hai cái làn đường đó, màu trắng rất là sáng sủa. Nhiệm vụ của chúng ta mỗi người sẽ cầm một chiếc vợt, không phải đập mũi, không phải để đập ruồi, mà là đập những nhau. Quả đập nhau không để tân những quả bông bóng này lên. Tưng đúng không? Tưng đúng không? Tưng nó lên thôi. Đào ơi, ra đây với anh hỗ trợ anh cái nè. Có rồi. Cơ hội vợt thôi. Rồi, đào cả một cây nha. Đây, đào thấy không? Đây là vạch xuất phát của chương trình. Ở giữa là một cái đường len nha. Chúng ta giống như đi xe là không được lấn len. Rồi. Chơi là không được lấn làn nha. Cứ mỗi người một bên, tân qua tân lại làm sao tân bóng về đích là thắng. Okay. Rồi thử nha, bắt đầu xuất phát nè. Tân. Đó, chỉ đánh một lượt qua thôi. Nhưng mà phải đánh lên trên. Đó, đánh lấn lại. Đúng rồi. Mỗi người đánh một cái thôi, đúng rồi. Rồi xong. Ê, hai cái Phạm Huy. Đúng không? Cái cuối cùng mỗi người chỉ đánh một cái thôi. Và làm sao cái người cuối cùng phải đưa được bóng vào trong cái bánh xe này đó. Vào trong cái bánh xe này thì chúng ta mới thắng. Nếu như đội nào mang quả bóng đầu tiên về đích với thời gian ngắn nhất thì đội đó sẽ có 10 điểm trong lượt này. Khó đó, không có dễ đâu nha. Cho nên là giống như cái việc lái xe cũng không có đơn giản. Không được lấn làn là thứ nhất nè. Thứ hai là phải thận trọng nè. Thứ ba là phải đi thật là bình tĩnh an toàn nè. Rồi, bây giờ cử hai thành viên là hai nghệ sĩ quánh tù xì để xác định đội nào thi trước. Đó, thi trước em. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 1 phút 30 giây. 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi, quánh lợi. Mà sao rất hiểu, tôi tất con này rất hiểu. Rất hiểu ra ngoài kia. Vô. 1, 2, 3, vô. Đó. Hiện tại là sao mà hấp vô lên sao vậy? Ai giới tất cả. Tài đục tới. Rồi, cọc coi. Bình tĩnh. Đó, cứ nhẹ nhẹ như vậy thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi, nhẹ nhàng mái. Từ từ, bình tĩnh nè, bây giờ nâng nè. Nâng rồi tỉnh nè. Ê, cái đúng. Ê, về. Rồi, quán đi. Nâng nhẹ thôi, đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi. Rất là dễ thương và đáng yêu. Phạm Huy về. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Mệt đấy. Rồi, bây giờ mình nâng thôi, mình nâng nó lên thôi. Đúng rồi, em nâng đi em. Từ. Đó. Đây, đúng rồi, đó, đây. Đó, đây.
Rồi Phạm Huy về lẹ. Màu tím. Đúng rồi, tới cái đó mình phải cho nó xuống rồi mình ập luôn. Khải, đúng rồi, Tâm. Khải, Tâm, hai lần là Phạm Huy về. Từ. Phạm Huy luôn, về. Phạm Huy. Nhẹ nhàng thôi, đúng rồi em ấy. Đó, cứ bình tĩnh mà đi thôi. Không gì vội cả. Đúng rồi. Tâm ơi em đổi lại đi, đúng rồi em nâng ngược chữ dưới giống Khải á, Đúng rồi Khải ơi. Tâm. Em. Oh, 2 phút 26 giây là thời gian của đội Quốc Lộ. Rồi, xin mời các bạn. Thời gian của đội Quốc Lộ là 2 phút 26 giây. Nếu như các bạn sử dụng qua 2 phút 27 giây thôi là các bạn phải dừng cuộc chơi rồi nha. Okay. Cố gắng lên. Cố lên. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Nhẹ nhàng êm ái. 2 lần là thua. Rồi, lại. Nhẹ thôi, bình tĩnh thôi. Nè, khúc này sắp về đích rồi, Rồi, hai lần, về Phạm Huy, nhanh. Bình tĩnh nè. Đó, im ái mà đi. Chậm nha, 1, 2, 3. Chậm nè. Hai lần đập rồi, Phạm Huy về. Phạm Huy. Lỡ mà đi xe mà cái gì mà có vật cản đổi đâu luôn. Từ từ. Bình tĩnh nè. Như chúng ta cũng đã biết, 1 phút 30 giây và 2 phút 26 giây. Cho nên 1 phút 30 giây là đội chiến thắng với 10 điểm thuộc về đội Con Lươn. Các bạn vất vả thiệt đúng không? Tôi thấy là các bạn đang rất là nhiều mồ hôi rồi. Nhưng mà với cái sự cố gắng như thế này thì phải cảm ơn bằng một tràng hô tay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã xác định được đội nào là đội có cơ hội bước vào vòng trong để có thể mang về nhà 50 triệu đồng rồi. Với số điểm 2 vòng thi đầu tiên, các bạn có bao nhiêu điểm nha? 17 đúng không? Dạ. Xong vòng này các bạn có thêm 10 nữa, các bạn có 27 điểm. Yeah. Đội của mình thì vẫn còn số điểm 2 vòng thi đầu tiên, đó chính là 12 điểm. Cho nên là thua đội của bên đây, đội mình không có cơ hội bước vào vòng trong. Yeah. Dằn mặt thôi. Rồi. Không biết là cái cảm xúc của các bạn như thế nào khi tham gia chương trình tuần này? À, thật ra thì đây là một cái game lần đầu tiên luôn là tham gia một cái game gọi là mang nhiều kiến thức giao thông như thế. Tại vì từ trước tới giờ chơi game show rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ là có được bổ sung kiến thức về giao thông hết. Thì hy vọng thì qua cái game này thì mình sẽ giảm cường độ ấy lại mà vi phạm giao thông lại đúng không? À đúng rồi đó. Còn Tâm sao? Dạ, qua chương trình này thì em cũng thu thập cho mình được rất là nhiều những cái kiến thức về giao thông. Như vậy thì khi mà mình di chuyển trên đường thì mình sẽ chú ý hơn và mình sẽ cẩn thận hơn. Đồng ý. Chúng ta đã chiến thắng được rất là nhiều những cái vòng thi của chương trình. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình tuần này. Dạ. Các bạn có muốn nói gì với đội bên đây mà thắng cuộc, có gửi lời chúc gì không? À, chúc em sẽ giành được may mắn và lấy được 50 triệu. Yeah, cảm ơn anh. Còn chân cho gì nữa, chúng ta cùng nhau đến với vòng cuối mang tên Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, đây là vòng cuối cùng của chương trình Về Nhà Đi Ăn, mang cùng tên luôn ạ. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng.
Các bạn mong muốn sẽ ra cái gì nào? Em nghĩ là tự luận sẽ ok hơn. Tự luận ok, cái này là trắc nghiệm. Phải không? Ừ. Mày chắc không? Vậy em lấy cái này. Cái này trắc nghiệm. Em lấy cái này. Cái đó là trắc nghiệm. Vậy em lấy 50 triệu. Ok. Em chọn gì? Em chọn chọn trắc nghiệm. Yeah, tự luận. Nhưng mà tự luận là đúng sở trường của Đào. Dạ, em nghĩ vậy, tại vì sợ trắc nghiệm thì cứ có cái đúng cái sai A hoặc B thôi. Đúng. Còn tự luận mình có thể bẻ lái được như hợp lý. Dạ. Rồi, với cái khả năng, cái kinh nghiệm của Kim Đào cũng như là cái sự lanh lợi của bạn Thành ở trong đội của mình, hy vọng rằng các bạn sẽ vượt qua được nhiều cột mốc càng tốt nhé. Dạ. Rồi, nhìn vào màn hình LED nào. Các bạn thấy cái gì đặc biệt trên màn hình LED này? Em thấy cái đèn đỏ giao thông. Đèn đỏ giao thông. Dạ, tín hiệu đèn. Logo của chương trình em ạ. Dạ. Dạ. Ừ, có cái gì khác nữa không? Em thấy dãy nhà phố xá. Dãy nhà phố xá nó hơi rộng rãi ha, cái gì chi tiết hơn đi. Cây cối. À, cây cối nhỏ quá. Em thấy hình bóng của 50 triệu ở đây. Mấy đứa ơi, cái xe mấy đứa ơi. À đây đây đây. Mình nhỏ quá không thấy luôn hả? Vậy thôi anh biến nó bự lên. Biến. Đó. Thấy chưa? Thấy rõ ràng nó chưa? Dí dẹo. Đó. Nhờ thấy được cái xe và thấy luôn cái cây cột điện có cái cột mốc tiền thưởng của các bạn nha. Dạ. Cứ đúng câu nào xe chạy tới cột mốc đó. Dạ. Rồi, và bây giờ đội chơi con lương đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ bắt đầu với 3 phút dành cho các bạn trả lời gói câu hỏi tự luận. 3, 2, 1, bắt đầu. Xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc không quá 50 km/h là xe gì? Bỏ qua. Hãy nêu ý nghĩa của đèn tín hiệu giao thông màu vàng. À, đèn tín hiệu giao thông màu vàng đó là đi chậm lại. Đi chậm lại, chính xác, giảm tốc độ. Ngoài ba dạng đèn chính, có thêm loại đèn phụ. Đèn phụ có mũi tên màu xanh thì cho phép các phương tiện giao thông phải đi như thế nào? Ờ, phải đi theo hướng đó. Chính xác, mũi tên màu xanh của đèn tín hiệu phụ được bật sáng cùng lúc với tín hiệu đỏ hoặc vàng thì các phương tiện giao thông phải đi như thế nào? Bỏ qua. Chiều cao của cọc tiêu tường bảo vệ là bao nhiêu cm? Bỏ qua. Bỏ qua. Hãy kể tên 4 loại đèn của xe ô tô khi tham gia giao thông. Xi nhan, đèn pha, đèn... bỏ qua. Bỏ qua. Hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận chuyển người, hàng hóa trên đường bộ được gọi là gì? Xe buýt. Chưa chính xác. Vận tải đường bộ. Hãy kể tên 5 nơi cấm lùi xe. 5 nơi cấm lùi xe. Bỏ qua. Bỏ qua. Loại xe gồm phần đầu máy tự di chuyển, được lái bằng càng hoặc vô lăng và rơ móc kéo được gọi là xe gì? Container. Chưa chính xác. Máy kéo. Đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính thì được gọi là gì? Đường trung tâm. Chưa chính xác. Xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc không quá 50 km/h được gọi là xe gì? Xe máy số. Nó có điện mà, chưa chính xác. Xe máy điện. Xe máy... Hãy kể tên 4 loại đèn ô tô khi tham gia giao thông. Đèn xi nhan, đèn pha, đèn đèn báo hiệu. Thôi bạn bị số. Là gì em cũng không biết. Ừ, thôi bỏ qua luôn nha. Kể tên 5 nơi cấm lùi xe. Chợ. Chợ. Bệnh viện. Trường học. Hết thời gian. Thực sự cái gói câu hỏi này nó hơi khó cho bọn em và nó cũng thử thách. Bởi vì là đối với những cái câu hỏi mà kể tên á, nó bị mất rất nhiều thời gian. Mà lỡ như mà chúng ta không biết á, thì nó sẽ bị lấn cấn ở chỗ này rất là nhiều. Hiện nay Minh Xu thấy là các bạn đang dừng lại ở cột mốc là 3 triệu đồng. Đây chính là số tiền thưởng của hai bạn. Chúc mừng. Hôm nay quá nhiều niềm vui rồi á. Dạ đúng. Nhưng mà cũng hơi mệt thiệt, đúng không luôn. Nó giống như cái việc là chúng ta sẽ phải thật sự là tập trung, thật sự là cùng với nhau để có thể song hành trên những cái chuyến đường mà chúng ta mong muốn an toàn nhất khi về nhà, đúng không? Hôm nay các bạn về nhà có 3 triệu đồng, chúc mừng. Yeah. Nè, làm thơ nghe câu chơi coi. Tại vì chương trình này được cái là hay làm thơ lắm. Vậy đó. Anh phải làm thơ. Vậy thì đến với chương trình Về Nhà Đi Anh thì hai đứa em có một câu thơ. Chạy xe chạy thật đàng hoàng, nhường nhau để khỏi lách làng kẹt xe. Dễ thương. Ngày hôm nay thực sự chính tất cả quý vị khán giả cũng sẽ chơi cùng với chúng tôi, đúng không ạ? Cũng sẽ đoán những cái biển báo giao thông nè, cũng sẽ đoán những bức xe hình, và đặc biệt hơn hết là có nhiều những cái câu chuyện kinh nghiệm của riêng
tất cả mọi người để chúng ta có thể an toàn giao thông nhất có thể trong tương lai quý vị nhé. Cảm ơn Kim Đào, cảm ơn bạn Thành đã đến với chương trình và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay. Đừng quên mở TV vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 tuần sau trên kênh HTV9 quý vị nhé. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.